Em Dương Mịch xin kính chào tất cả các bác ở trên kênh YouTube cũng như là trên kênh Facebook. Ngày hôm nay thì em Mịch lại có một cái chia sẻ cùng với các bác, là rất nhiều bác đã từng xem ở trên mạng, ở trên Facebook, ở trên YouTube, chủ yếu chủ đạo là các cái trang chợ. Các cái trang chợ ở trên Facebook thì giao xe, đăng xe. Đấy, rồi là có rất nhiều bác là giới thiệu cho em. Cũng cứ chụp cái ảnh màn hình xong bắt đầu là gửi sang cho em. Tức là các bác nhìn thấy ở trên Facebook, dần dần các bác tìm hiểu xe cộ, xong bắt đầu các bác nhìn thấy ở trên Facebook rất nhiều bài viết, bài đăng. Thế là các bác cũng gửi sang cho em. Nhưng mà em cũng chia sẻ thật với các bác là như thế này. Tức là em thì cũng phải nói luôn là em cũng nằm vùng ở trong các cái trang, các cái nhóm chợ, rồi là các cái hội nhóm xe này xe kia. Đấy, rất là nhiều luôn, mà mấy năm nay rồi. Trước đây thì làm cái nghề khác thì cũng lại làm với cái ngành đấy, nhưng mà bây giờ thì làm ngành xe cộ này thì vào các cái trang rất nhiều. Đấy, thì nằm ở trong các cái trang đấy xem ấy, thì có thấy một điều là như thế này. Em cũng nốt tạm ra cái chỗ cái máy tính bảng của em này để em nói cho nó chỉnh tự cho các bác. Thì hôm nay thì anh em mình sẽ nói về cái câu chuyện là liệu rằng các bác lên các cái trang mạng, các cái trang Facebook ấy là có mua được xe hay không. Đấy, có mua được xe hay không. Thì ở rất nhiều năm, gọi là nằm vùng ở trong các cái nhóm, thì em thấy một điều là nhiều bài viết anh em giao lên bán xe ghi là anh em thợ thì tha cho em. Đấy, mấy bố thợ thì né ra, rồi là không tiếp cò lái, rồi là không tiếp, nói chung không tiếp thợ. Thì em một có một cái cảm xúc, có nghĩa là vừa thấy thương chủ xe, vừa thương chủ xe, và vừa thấy là mình làm cái nghề này cũng tủi thân các bạn, cũng tủi thân. Tại sao người ta còn lại còn bảo là anh em thợ thì tha cho, mấy bố thì né ra, đấy, rồi không tiếp thợ, không tiếp cò, tiếp lái, đấy, nó là như vậy. Em sẽ không bao giờ xin giá hay là vần vò những cái bài viết đấy, thậm chí những cái bài đăng lên trên Facebook ấy, là gần như em không bao giờ hỏi giá đấy. Không bao giờ hỏi giá các bác ạ, bởi vì là rất là khó để gọi là đàm phán giá với họ. Thì thôi, tốt nhất là cứ cho giao dịch, cứ cho những người dùng cùng với người dùng giao dịch cùng nhau cho nó dễ, đúng không? Đấy, thì có một cái là trường hợp thứ nhất, thì nếu như mà các người nào mà muốn bán gấp ấy, muốn bán ngay ấy, thì người ta đã mang luôn ra showroom cho nó nhanh. Đấy, hoặc là có người thân người quen để giới thiệu luôn ra showroom cho nó nhanh. Và bây giờ ở đâu thì cũng nhan nhản người buôn bán xe thì đầy, không thiếu. Cho nên là nếu mà muốn bán nhanh thì họ full mốt mang ra ngoài showroom, hoặc là người thân người quen giới thiệu, hoặc là tự đăng lên Facebook xong luôn, đúng không? Mà đăng Facebook thì lại phải tiếp thợ các bác nhé, không tiếp thợ thì cũng còn lâu. Đấy, thì nếu như trường hợp một mà người ta đã muốn bán nhanh thì phi luôn ra showroom để bán, hoặc hai nữa là bảo người thân người quen đấy, có muốn mua thì mua cho nó nhanh. Thứ trường hợp thứ hai là bây giờ là cái mạng xã hội nó rất là phát triển, rất rất nhiều, nào là Facebook này, nào là TikTok, nào là YouTube, rồi là đủ các loại, rồi Zalo, rồi các trang đổi bốn bánh, đổi chợ tốt, rồi này kia, rất là nhiều. Đấy, thì người ta sẽ gọi khảo giá các bác, người ta gọi khảo giá đấy. Thì khảo giá một lượt thì họ cũng mong muốn là cái giá mà họ bán được cao nhất, đúng không? Họ bán được cao nhất, đấy là cái điều đương nhiên. Đấy là cái điều đương nhiên. Cho nên là sẽ không có cơ hội để cho những cái người như em mà buôn xe để mà mua được những con xe đấy. Đấy. Còn nếu mà anh em nào mà mua được giá tốt hơn, giá êm hơn, đàm phán giỏi hơn thì các bác cứ ca cộng vào, có thể gọi điện cho em, đúng không? Là em lại có thể mua lại của các bác đã mua của chủ xe đấy nhé. Đấy, tại vì là em đã bó tay với những trường hợp này mà không thể làm gì rồi. Một cái trường hợp nữa mà các bác cần lưu ý là có thể là xe lỗi, đấy, xe nó có vấn đề, đấy,
thì giao lên thì chả có số điện thoại, rồi giao lên thì gọi thì hỏi thì không trả lời, hoặc là giao lên nhưng mà không muốn tiếp thợ vì thợ nhìn phát biết ngay, nhờ thợ nhìn phát biết ngay và luôn các bác, thì người ta cũng giao lên chợ để bán, kiểu bán lừa. Đấy, thì cho nên là những cái kiểu trường hợp giao như thế thì em cũng tránh luôn. Đấy, không muốn xem cũng không muốn hỏi và chỉ có lướt qua thôi. Vì hỏi nó chẳng giải quyết việc gì cả, nó rất là mất thời gian. Đấy, nhiều bác là cũng hay giới thiệu cho em theo cách đấy, chụp cái ảnh màn hình xong gửi sang cho em đấy, gọi đi xe này xe kia ở các hội nhóm, hay thậm chí em nhìn số điện thoại thì em cũng có thể đoán ra đến 80-90% đây là dân buôn hay là như thế nào các bác. Thế nên là em ít khi em xem những thông tin đấy, bởi vì là nó gần như nó không có giá trị đối với em. Đấy. Còn một cái nữa là em thấy là đa phần là các bác ở trong hội ấy thì nào là ủng hộ rồi là chấm ổn rồi là xe đẹp rồi này kia, rồi là chỉ chủ yếu hỏi giá thôi. Chủ yếu là hỏi giá, nếu mà ông nào đưa giá thì lại kêu cao với thấp với này kia, gọi nó tóm lại là chém gió chém bão trên đấy là chính đấy. Còn quan điểm của em ấy là nếu như mà các bác mà săn được ở trên các hội nhóm ấy, mà các bác săn được của người dùng ấy, thì thực sự là em phải nói là phục, nể phục luôn, nể phục những cái bác săn được ấy. Đấy. Và nếu mà các bác săn được mà giá có tốt, giá êm thì các bác cứ ca cộng đấy, mà hợp lý là em lại mua lại của các bác ngay đấy các bác nhé. Thì cho nên câu chuyện ở đây ấy là hàng ngày thì em vẫn vào Facebook em xem, rồi vào các hội nhóm xem, nhưng mà gần như là không mua được xe. Thế thì em hay mua được xe ở đâu thì chủ yếu là kênh thứ nhất là kênh chính chủ xe gọi điện cho em qua kênh YouTube, và mình cảm giác là hai bên nói chuyện hài hòa và nó khớp được giá với nhau thì là mua được các bác. Thứ hai là qua các cái kênh các bác giới thiệu. Đấy, các bác giới thiệu ví dụ như là người bạn thân hay là người anh người em họ gì đấy bán, hay là người hàng xóm bán. Đấy, thì em đã từng mua được khá là nhiều trường hợp như vậy, và đấy là hai cái nguồn mà bên em mua. Đấy, còn chủ yếu là như vậy thôi, là thông tin được biết như vậy. Và một cái nguồn mua nữa là nguồn mua của mua lại của anh em. Đấy, nguồn mua lại của anh em, nhưng cái số này thì nó ít, nó không đáng kể, nó chỉ chiếm khoảng cỡ 1-2% thôi. Đấy, thì cũng có những anh em mà người ta có tài đàm phán đấy, nhưng mà người ta không ôm lâu. Đấy, người ta chỉ có gọi đủ lương người ta, hoặc là người ta mua được rẻ, cái đấy là em không biết được, nhưng mà mình mua lại của người ta mà cảm thấy là vẫn có lời về bán vẫn được. À, cái xe nó vẫn ok, xe về chất lượng, và mình bán mình cảm thấy mình vẫn kiếm được tiền, vẫn có lời thì vẫn mua bình thường các bác. Đấy, thì chủ yếu chủ đạo là có ba cái nguồn mà bên em mua xe. Thì hôm nay xin phép là chia sẻ cùng các bác một mẩu về các cái trang mạng nói chung và các trang chợ giao vặt các kiểu đấy mà nhiều bác cứ hay giới thiệu cho em. Thì em cũng phải nói là thứ nhất là cảm ơn, thứ hai là cũng nhắc với các bác là các bác cứ đàm phán đi, nếu mà các bác đàm phán được giá được rổ các thứ hợp lý thì lại thông tin lại cho em. Còn riêng để em gọi điện hay là để em kiểu như nhắn tin ở trên các cái fanpage Facebook để em hỏi giá thì em chịu, không thể làm được các bác ạ. Đấy, tại vì là cái người ta đã đăng lên đấy, người ta cũng muốn bán, là mong muốn bán được giá tốt nhất, được giá tốt nhất cao nhất cho họ rồi, nên là thôi thì cứ để người dùng gặp nhau đi, đúng không? Nếu như mà họ giao dịch được là cái tốt, không cần qua cò qua lái, không cần qua showroom nữa thì quá tuyệt vời luôn. Đấy, thì cũng đấy là cũng là một cái mảng buôn bán riêng, trao đổi riêng của tự do của mỗi người, đúng không ạ? Đấy, thì ngày hôm nay em trao đổi và có một cái mẩu clip nhỏ nhỏ như thế đối với các bác. Và tiện đây thì các bác mà xem kênh của em nhiều thì cố gắng ấn nút đăng ký và nút like. Đấy, nếu mà được thì comment ủng hộ nữa. Thì em mình rất là cảm ơn.
và để hy vọng là từ đây đến cuối năm thì em mình sẽ đạt được nút bạc, có nghĩa là 100.000 sub các bạn. Bây giờ mới được có gần 25.000 subscribe thôi, thế nên là còn thiếu có hẳn mấy phần nữa cơ, thế nên là rất là hy vọng là được các bác ủng hộ nhé. Và em mình hôm nay thì chưa xe cộ gì để đăng tiếp, vì mấy cái xe ngày hôm qua em đăng ấy thì đang làm đẹp ở trong kia. Ngày nào em cũng tiến hành đi mua xe và bán xe các bác ạ, nhưng mà mấy hôm nay là nói chung mới đang khởi động thôi, chưa mua được nhiều lắm. Đấy, thì rất là hy vọng thời gian tới thì em lại được các bác ưu ái ủng hộ, để lại cho những chiếc xe của mình đang đi trên đường, hoặc là của bạn bè người thân mà muốn bán xe thì cứ liên lạc với em mình qua kênh hoặc là em Cương. Đấy, và rất hy vọng là được các bác ủng hộ tiếp theo. Các bác nhớ ấn nút đăng ký, nhớ ấn nút đăng ký kênh các bác nhé, để được xem những cái clip mà mới nhất của em. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo. Xin chào.